tại sao người nghèo mới của Thâm Quyến lại hành xử bất thường như vậy. Họ xếp hàng 3 tiếng đồng hồ để mua giày thể thao AJ phiên bản giới hạn, xịt nước hoa Gucci lên túi Chanel và cầm trên tay iPhone 14 Pro Max, trong khi đang gánh một khoản nợ trung bình là 120.000 nhân dân tệ. Nếu không chi tiêu bất cứ thứ gì, thì mất 1,5 năm mới trả hết nợ. Họ tin rằng tiền nên để chi tiêu chứ không phải để tiết kiệm. Khi họ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, quảng cáo nói rằng cá tuyết Alaska đang nhảy lên khỏi mặt nước và rằng cuộc sống không nên chỉ là một công việc nhàm chán hàng ngày. Khi họ có thu nhập cao hơn nhưng vẫn sống ở nội thành, các quảng cáo sẽ quyến rũ họ bằng những hình ảnh về cuộc sống sang trọng ở thành phố. Vì lý do này, Capital đã bỏ ra 5 triệu tệ để làm một video quảng cáo nhằm mục đích nắm bắt ý thức của họ, củng cố ý tưởng bạn là những gì bạn tiêu dùng. Khi nhắc đến từ nghèo, chúng ta thường nghĩ đến những người sống trong cảnh khốn khó, không có tiền trong túi. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã xuất hiện làn sóng người nghèo mới. Đặc biệt sau 3 năm kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt và nền kinh tế Trung suy thoái nghiêm trọng, các thành phố lớn như Thâm Quyến, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải ngày càng có nhiều người nghèo mới. Bạn có để ý rằng ngày càng có nhiều người nghèo mới ở Thâm Quyến? Họ có xe hơi, nhà cửa nhưng lại không có tiền mặt. Trong số 6 triệu hộ gia đình ở Thâm Quyến, chỉ có 180.000 hộ gia đình có tài sản trên 5 triệu nhân dân tệ, khoảng 17 tỷ Việt Nam đồng, chiếm không quá 3%. Và chỉ có 80.000 hộ gia đình sở hữu tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ, chiếm khoảng 2%. Những cá nhân này bề ngoài có vẻ giàu có, nhưng thực chất ngập trong nợ nần. Một số ông chủ lái những chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu USD, nhưng thậm chí không có đủ 10.000 nhân dân tệ. Họ dựa vào thẻ tín dụng và ví kỹ thuật số Alipay để chi tiêu hàng ngày, một số thậm chí còn phải vật lộn để đổ xăng cho ô tô của mình. Mặc dù họ nói rằng họ không phải thuê nhà, nhưng số tiền thế chấp họ phải trả hàng tháng cao hơn tiền thuê nhà gấp mấy lần. Người nghèo ngày xưa chật vật mưu sinh, trong khi người nghèo mới ngày nay trăn trở về cuộc sống trong căn hộ sang trọng, chờ rau giảm giá ở siêu thị và phân vân xem có nêm thêm trứng vào mì hay không. Thu nhập của họ không hề thấp, vậy tiền của họ đã đi đâu? Các khoản vay mua nhà, vay mua ô tô và chi phí giáo dục đắt đỏ cho con cái khiến cuộc sống của họ trở nên eo hẹp. Doanh nhân 40 tuổi, nợ hàng chục triệu. Trước đại dịch, tôi dự định dấn thân vào lĩnh vực xuất bản. Khi tôi chuẩn bị giao hàng thì dịch bệnh ập đến, mọi thứ tạm dừng, hàng tồn trong kho. Tôi nhận thấy động lực thị trường đang thay đổi, các cách tiếp cận truyền thống thì không hiệu quả. Sau khi bỏ tiền cá nhân vào, tôi thấy vẫn không đủ nên thế chấp căn nhà của mình để vay tiền và dần dần tích lũy một khoản nợ khổng lồ, lỗ hổng tài chính càng ngày càng lớn hơn. Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ công việc kinh doanh của mình và quay trở lại công việc bình thường. Có lần tôi hỏi sếp cũ liệu tôi có thể quay lại không. Ông ấy nói công ty không còn tuyển người trên 35 tuổi nữa, tôi đã bị bỏ qua. Tìm việc ở tuổi 35 trong thị trường hiện tại là một thử thách vô cùng khó khăn. Việc kinh doanh của tôi thất bại. Tôi là Tiểu Nguyệt, tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình vào năm 2019. Những tháng đầu công việc kinh doanh phát đạt, cứ ngỡ sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi đại dịch bùng phát, nhiều lần cách ly, một vài đợt đóng cửa đã làm gián đoạn mọi thứ. Tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua cơn bão và giành chiến thắng sau vài tháng. Nhưng 3 năm trôi qua, tôi phải đối mặt với thực tế là kinh doanh thất bại. Sau khi trận dịch kéo dài 3 năm kết thúc, nhiều người dự đoán tiêu dùng sẽ tăng vọt trở lại. Một làn sóng khởi nghiệp xuất hiện, cạnh tranh nội bộ gay gắt giữa các chủ doanh nghiệp khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Để tiết kiệm thuế, nghĩa là tối ưu hóa các giao dịch tài chính không vi phạm pháp luật, tôi liên tục thu thập các hóa đơn, thậm chí trị giá 5 nhân dân tệ. Tôi không ngừng săn lùng các dịch vụ kế toán hàng tháng rẻ nhất, chỉ để đảm bảo công ty có thể tồn tại thêm vài tháng nữa. Từ niềm vui khởi nghiệp ban đầu đến cảm giác bất lực cuối cùng, đến tháng 3 năm 2023, tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn là hủy đăng ký công ty, chia tay ước mơ của mình. Sau đó, tôi đã thử nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác thanh lịch của mình, làm bồi bàn, thậm chí là người giao đồ ăn. Nhưng những công việc này chưa bao giờ phù hợp với tôi. Tôi thường tự hỏi, công việc gì thực sự phù hợp với tôi? Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi tình cờ tìm thấy một chứng chỉ kế toán cũ từ nhiều năm trước. Nó khơi dậy những ký ức và khát vọng. Tôi quyết định lấy sơ yếu lý lịch của mình và tham gia tìm việc. Nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là kiếm tiền, học một số kỹ năng và giảm cân để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Bước đầu tiên bây giờ là tìm một công việc phù hợp ở Thâm Quyến, thành thật mà nói, tìm việc thậm chí còn mệt mỏi hơn chính công việc đó. Nhưng bên cạnh những người từng gặp thất bại trong kinh doanh, trong số những người nghèo mới còn có một bộ phận giả vờ là chủ doanh nghiệp thành đạt,
Gần đây, trong chuyến thăm Thâm Quyến, tôi gặp một người bạn cũ. Cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra rằng, ở thành phố này vẫn còn rất nhiều người chỉ giả vờ là doanh nhân. Dù nổi bật trên mạng xã hội và có vẻ rất thành công, nhưng tình hình thực tế lại khá tồi tệ, đặc biệt là về mặt tài chính và tình cảm. Thâm Quyến là thành phố tập trung nhân tài, người dân từ khắp nơi trên cả nước đến đây với ước mơ tìm kiếm cơ hội. Và lần này cũng có nghĩa là cạnh tranh rất khốc liệt, mọi người đều cố gắng hết sức mình. Trong mắt tôi, Thâm Quyến dường như được chia làm hai nửa, một nửa là những nhân viên chăm chỉ, nửa còn lại là những doanh nhân đầy nhiệt huyết. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều làm việc không ngừng nghỉ và hầu như không ai có thể thư giãn được. Bạn tôi rất nhiệt tình khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy nói không ngừng về nhiều dự án, cơ hội, tiến độ và sự phát triển của khu vực vịnh lớn đồng bằng sông Châu Giang. Anh ấy đề cập đến rất nhiều khái niệm như đầu tư mạo hiểm, ươm tạo, vốn cổ phần và định giá thị trường, toát lên vẻ tự tin. Nhưng khi lắng nghe, tôi tự hỏi bao nhiêu trong số những kế hoạch đầy tham vọng này thực sự mang lại cho anh ấy nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tôi không thể tự mình chất vấn anh ấy được. Chúng tôi trò chuyện trong khi ăn đồ ăn khuya, anh ấy chủ yếu nói, còn tôi chủ yếu nghe. Khi hóa đơn đến, anh ấy có vẻ hơi xấu hổ và nhờ tôi thanh toán hóa đơn trước. Anh ấy nói rằng quên mang theo một chiếc điện thoại di động khác và hệ thống thanh toán nằm trên chiếc điện thoại đó. Tôi thanh toán hóa đơn mà không nói một lời. Tuy nhiên, tôi không thể không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh ấy. Người bạn này chưa đến 40 tuổi, chuyên nghiên cứu tiếp thị, tích hợp nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng. Anh ấy đã xây dựng bản thân một cách ấn tượng với một loạt danh hiệu danh giá. Mặc dù đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng thành công về mặt tài chính dường như không đến. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, có vẻ như anh ấy đang liên tục tự động viên bản thân, tự dối lòng mình. Vòng tròn bạn bè xung quanh anh ấy cũng là những người tương tự. Bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong đang phải vật lộn với rất nhiều khó khăn. Những người trung niên cổ trắng giả vờ làm việc. Ngày nay, tại các hiệu sách 24 giờ sáng đèn suốt đêm ở Thâm Quyến, chúng ta cũng sẽ tìm thấy một lượng lớn công nhân cổ trắng thuộc tầng lớp trung lưu thất nghiệp đang giả vờ làm việc ở đây. Những địa điểm quen thuộc như Starbucks và McDonald's đã chật kín, không còn chỗ cho những người mới đến. Bằng cách này, họ giữ lấy một chút sĩ diện cuối cùng. Suy thoái kinh tế và mất việc làm tài sản cá nhân và gia đình nhanh chóng suy giảm. Hơn 70% tài sản của những gia đình trung lưu này là bất động sản. Ngay cả một chấn động nhỏ trên thị trường bất động sản cũng có thể quyết định số phận của những hộ gia đình này. Ví dụ đơn giản, đối với một ngôi nhà trị giá 8 triệu nhân dân tệ ở Thâm Quyến, khoản trả trước 2 triệu được coi là khoản thanh toán ròng, 6 triệu nhân dân tệ là nợ ngân hàng phải trả. Nếu giá nhà giảm 20%, 8 triệu trở thành 6,4 triệu, số tiền nợ ngân hàng vẫn là 6 triệu. Giá trị tài khoản ròng của bạn sẽ thay đổi từ 2 triệu thành 400 nghìn, dẫn đến khoản lỗ ngay lập tức là 1,6 triệu. Hãy tưởng tượng điều này vào ban đêm khi không có ai chú ý, một chuyên gia trung niên thất nghiệp liền ra ngoài trong đêm tĩnh lặng để lái chiếc Mercedes-Benz E200L chưa trả hết nợ vay để kiếm tiền trên Titi, một nền tảng chia sẻ chuyến đi Uber của Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, số lượng tài xế Titi ở Thâm Quyến tăng gấp đôi, nhưng lượng hành khách lại giảm một nửa. Số liệu thống kê mới nhất do Tập đoàn Vốn Quốc tế Trung Quốc công bố vào đầu năm 2023 cho thấy, trong các khung thu nhập ở Trung Quốc, chỉ có 700.000 người có thu nhập hàng tháng trên 20.000 nhân dân tệ, hơn 65 triệu Việt Nam đồng. Rõ ràng, số liệu thống kê này không bao gồm nhóm quan chức tham nhũng đông đảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 10 năm trước đây, số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đại lục vượt quá 10 triệu người với tài sản đầu tư trung bình là 1,33 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,5 tỷ Việt Nam đồng. Đến hiện tại, nhóm này gần như đã biến mất. Tầng lớp trung lưu là một khái niệm xã hội học có nguồn gốc từ phương Tây và dùng để chỉ một tầng lớp xã hội. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, đến năm 2021, khoảng 50% người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu. Mặc dù đây là mức giảm đáng kể so với tỷ lệ 61% vào năm 1971, nhưng tầng lớp trung lưu vẫn là trụ cột của xã hội Mỹ, với thu nhập hàng năm vào năm 2023 dao động từ 38.000 USD đến 114.000 USD, khoảng 900 triệu đến 2,7 tỷ Việt Nam đồng. Ở Trung Quốc đại lục, mặc dù có những gia đình có thu nhập trung bình, nhưng có lẽ là quá lời khi gọi họ là một tầng lớp xã hội riêng biệt. Theo sách trắng do Post China và Credit Israel đồng thời phát hành vào tháng 3 năm 2013, tầng lớp giàu có ở Trung Quốc năm 2012 đạt hơn 10,26 triệu người, chỉ chiếm 0,7% trong tổng số 1,4 tỷ dân. Nhóm nhân khẩu học này chủ yếu là các chuyên gia cổ trắng cấp cao đã sụt giảm mạnh mẽ trong một thập kỷ qua. Một trong những nhà xã hội học và triết học đương đại nổi tiếng nhất, học giả người Ba Lan Zygmunt Bauman, trong cuốn sách
công việc chủ nghĩa tiêu dùng và người nghèo mới, nhấn mạnh rằng xã hội nào cũng có người nghèo, nhưng nguyên nhân đến từ đâu, quan điểm xã hội và biện pháp giảm nghèo lại khác nhau. Paulman xác định hai giai đoạn xã hội quan trọng, từ khi bắt đầu công nghiệp hóa cho đến ngày nay, xã hội sản xuất và xã hội tiêu dùng. Trong giai đoạn xã hội sản xuất, các cá nhân được truyền bá đạo đức làm việc, mọi người tin rằng không làm việc là có tội. Ở đây, người nghèo đồng nghĩa với người thất nghiệp. Nhiều người nghèo buộc phải làm việc trong các nhà máy vì lý do kinh tế, đạo đức hoặc bị ép buộc, mặc dù mức lương của họ nhận được không đủ để duy trì mức sống tối thiểu. Bắt đầu từ những năm 1970, các quốc gia phương Tây dần chuyển đổi từ xã hội sản xuất sang xã hội tiêu dùng, với tiêu dùng thay thế công việc và thẩm mỹ tiêu dùng thay thế đạo đức làm việc, trở thành những giá trị chủ đạo trong xã hội. Trong một xã hội tiêu dùng, người nghèo không còn là người thất nghiệp mà là những người không tiêu dùng. Những cá nhân này nhận thấy mình không thể nắm bắt cơ hội, đưa ra lựa chọn hoặc hoàn thành các vai trò xã hội cơ bản do đó. Và do đó bị gạt ra ngoài lối sống tiêu chuẩn và giàu có. Trong xã hội sản xuất, người nghèo được xác định là đội quân lao động dự bị. Người nghèo đồng nghĩa với người thất nghiệp. Tuy nhiên, người nghèo vẫn có ích. Người giàu đẩy họ vào các nhà máy, ép buộc họ làm việc, dù thông qua nghĩa vụ đạo đức, khuyến khích kinh tế hay cưỡng ép bằng vũ lực, nhằm mục đích bóc lột sức lao động của họ. Miễn là họ có làm việc, họ sẽ cảm thấy có phẩm giá. Trong xã hội tiêu dùng, người nghèo trở thành những người không tiêu dùng. Nền kinh tế ngày nay không còn cần nhiều lao động. Việc người nghèo có tham gia sản xuất hay không ít ảnh hưởng đến năng suất hoặc lợi nhuận vốn. Từ quan điểm tư bản, các nhà sản xuất chỉ là tạm thời, có thể thay thế và dùng một lần. Điều quan trọng là nếu một cá nhân không tiêu dùng, họ bị coi là vô giá trị. Lần đầu tiên trong lịch sử, người nghèo trở nên hoàn toàn dư thừa. Người nghèo trong xã hội tiêu dùng trở nên thừa thãi và không được mong muốn, không góp phần làm giàu cho xã hội mà là gánh nặng cho xã hội. Không giống như kinh nghiệm của phương Tây, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đương đại là một trường hợp tập trung và cực đoan trong một khoảng thời gian ngắn. Làm bật sự chuyển đổi này, đoạn phim từ bộ phim tài liệu dài 220 phút do đạo diễn người Ý Michelangelo Antonioni quay vào đầu những năm 1970 đã mô tả thời kỳ Mao, thể hiện một Trung Quốc dựa vào nông nghiệp, chưa bước vào giai đoạn công nghiệp hóa. Sau cách mạng văn hóa, cánh cửa đóng kín từ lâu của Trung Quốc Cộng sản dần dần mở ra. Đặc biệt sau khi gia nhập WTO vào năm 2001, thị trường phương Tây đã mở cửa hoàn toàn với Trung Quốc. Với dòng vốn khổng lồ từ nước ngoài đổ vào, Trung Quốc dần trở thành công xưởng của thế giới nhờ chi phí lao động thấp, được thúc đẩy bởi sản xuất ngoại thương, đầu tư và tiêu dùng từng bước phát triển về quy mô ngày càng sôi động. Trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh chóng, nhiều người đã thu được lợi tức của thời đại, cho dù đó là sản xuất, bất động sản, ngoại thương, thương mại điện tử hay trò chơi trực tuyến. Việc tận dụng đà tăng trưởng của bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể dẫn đến tích lũy tài sản nhanh chóng hoặc thậm chí trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Mượn lời của Lê Trân, người sáng lập tập đoàn Xiaomi, khi đứng đầu một ngành, ngay cả lợn cũng có thể bay. Sự thịnh vượng về kinh tế thường có nghĩa là lợi nhuận của công ty tăng lên, doanh thu và dòng tiền đều tăng trưởng, đồng thời năng lực hiện có sẽ được tận dụng tốt hơn, tức là kỳ vọng về lợi nhuận cao hơn, thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường đầu tư cố định. Đương nhiên, điều này sẽ đòi hỏi tăng trưởng kinh tế hơn nữa bằng cách kích thích mua hàng của người tiêu dùng. Với sự gia tăng nhanh chóng của cải trong một thời gian ngắn, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc cũng trở nên quan tâm đến nhiều loại hình tiêu dùng khác nhau. Trong cuốn sách Đám đông, nghiên cứu về tâm trí đại chúng, tác giả viết, bất cứ ai có thể cung cấp cho họ những ảo ảnh đều dễ dàng là chủ nhân của họ. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiêu dùng ở Trung Quốc đã biến những mặt hàng có thương hiệu thành biểu tượng của địa vị và bản sắc. Nếu không ăn ở nhà hàng Michelin, làm sao bạn có thể chứng minh tình yêu của mình đối với những món ăn ngon? Nếu không đến phòng tập thể hình, làm sao bạn có thể chứng tỏ tính kỷ luật tự giác của mình? Nếu không mua nhẫn kim cương, thì làm sao chứng minh được tình yêu của bạn dành cho cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi? Khi chủ nghĩa tiêu dùng trở thành ý thức tập thể, tư duy độc lập của cá nhân thường bị lấn áp. Với sự gia tăng của ham muốn vật chất, ngày càng nhiều người Trung Quốc quen với tiêu dùng để được công nhận và đánh giá người khác thông qua tiêu dùng của họ. Văn hóa cạnh tranh phô trương bắt đầu thống trị, không ai muốn mình bị thiệt thòi, và những dự đoán của họ về tương lai đã bắt đầu trở nên lạc quan hơn hoặc thậm chí mù quáng. Nhiều người có thu nhập hàng năm là 600.000 nhân dân tệ, hơn 8.000 USD, dám dùng nhiều cách khác nhau để vay hàng triệu USD để mua nhà và xe hơi sang trọng, gửi con cái đến các trường học quý tộc và cho phép vợ nghỉ việc. Nhiều người cho rằng việc giàu lên chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ họ chỉ là tiêu tiền trước, vậy tại sao phải lo lắng? Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch COVID-19
cộng với các chính sách kinh tế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đến việc vốn đầu tư nước ngoài rút đi, các doanh nghiệp tư nhân đóng cửa và kinh tế Trung suy thoái, lợi tức nhân khẩu học biến mất và cơ hội đầu tư sinh lời giảm dần. Những con lợn bay cao một thời thấy mình rơi xuống đất. Sự thịnh vượng già được tạo dựng, xây dựng trên những kỳ vọng mù quáng và tiêu dùng vay mượn bắt đầu vỡ tung như bong bóng. Nếu cơ cấu kinh tế của xã hội Hoa Kỳ chia theo dân số giống như hình quả bóng, thì người giàu nhất và người nghèo nhất chỉ chiếm thiểu số ở hai đầu. Cơ cấu kinh tế của Trung Quốc Cộng sản giống như đường cong có một cây gậy khúc côn cầu. Ngoài trừ tầng lớp thượng lưu cộng sản quyền lực và tham nhũng, đại đa số người dân Trung Quốc đều nghèo, nghèo tuyệt đối và nghèo kiểu mới. Khác với tầng lớp trung lưu khổng lồ ở Hoa Kỳ, bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, ở Trung Quốc, nhóm thu nhập trung lưu thực sự ở Trung Quốc chủ yếu bao gồm các quan chức tham nhũng và cấp dưới của họ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về bản chất, nhóm này không tham gia vào hoạt động sản xuất thực sự, phát triển mạnh mẽ nhờ vào tiền thuế của công dân. Các chuyên gia và chuyên gia thực sự hoặc liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc di cư ra nước ngoài, hoặc trở thành người nghèo mới trong biên giới quốc gia. Tôi không thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ của mình, chán nản vô cùng. Trước kia tôi có vốn, không nợ nần, hàng ngày thu nhập hàng nghìn đô la. Bây giờ nợ chồng chất và thường xuyên trả nợ, cuộc sống của tôi thực sự không còn hy vọng nữa. Tôi cũng bị trầm cảm nặng, không thấy hạnh phúc chút nào. Những đêm mất ngủ, cuộc hôn nhân trống rỗng và sự nghiệp đình trệ, mọi thứ giống như một sự thất bại to lớn. Bóng tối lờ mờ dường như che khuất mọi tia nhìn về một tương lai tươi sáng hơn.